ngày 1 tháng 3 năm 2020 tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Văn thơ Lạc Việt đã từng bước tiến đến năm thứ 28, và trong giờ phút này, văn thơ Lạc Việt chuẩn bị để khai mạc chương trình kỷ niệm lần thứ 28 ngày thành lập văn thơ Lạc Việt. Thiếu đứng lên nghiêm chỉnh hướng về quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta chuẩn bị nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Sau đây là nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Cùng con nơi quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh thích gì thật sâu. Vì tương lai quốc dân cùng sống qua cái tên, làm sao cho nước sông từ nay cho thầy vơi trên phương xa. Thủ tướng lấy bao đào đẹp bao, nói sống lâu biết với cờ dây nguyên. Người con dân luôn vững bền tâm trí, cùng trong quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, hầu hết là dưới cờ công dân ơi, làm cho khói vờ quá cơn thật pha vé vàng, nói sông sông dây nghiền đâm dòng sông lạc hò. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tổ tiên Hồng Lạc đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến sự hy sinh cao cả của dân quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và hơn 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ cùng đồng minh đã hy sinh tại chiến trường miền Nam Việt Nam để bảo vệ lý tưởng tự do. Để tưởng nhớ đến các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đã hy sinh trong lao tù cộng sản để bảo vệ đạo Phật. Và kính thưa quý vị, chúng ta cũng không bao giờ quên được rằng trên nửa triệu đồng bào Việt Nam không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, liều mình vượt biên, đã hy sinh nơi rừng sâu hoặc dưới lòng đại dương trên đường tìm tự do sau biến cố 30 tháng 4 1975. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng không quên tưởng nhớ đến những bậc tiền bối đã quá cố: trưởng môn Hà Thượng Nhân, thi sĩ Chu Toàn Chương, thi sĩ Hoàng Anh Tuấn, phê bình gia Sơn Điền Nguyễn Việt Khánh và nữ sĩ Trùng Quang. Phúc mặc niệm bắt đầu. Nghi thức khai mạc chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm chấm dứt.
chúng tôi trân trọng kính mời quý vị an tọa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay với tất cả anh chị em văn thơ Lạc Việt trong bài ca Lạc Việt.
cháu. Dạ con xin cảm ơn bác. Dạ và để tiếp nối chương trình, con biết mùa xuân cũng qua rồi nhưng mà con xin kính gửi đến quý vị bài Điệp khúc mùa xuân. Trời tươi đang hơi cho anh một sao, gió mây lạnh vào trời đau môi lòng, nghe tiếng yêu thương con trong cuộc sống, đúng vẫn tiếng ta bay là đà, và chưa mây buồn nhẹ trôi thiên nga, anh mắt mơ trong đời xa vời, trường xuân đến đây buồn. Chúng ta đã có những điểm son đặc biệt. Và kính thưa quý vị, giờ phút này chúng tôi hân hạnh giới thiệu nhạc sĩ Nguyên Du đến với quý vị trong nhạc phẩm Phải Chi Có Huế. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào mừng nhạc sĩ Nguyên Du. Phải Chi Có Huế, một bài thơ của Nguyên Phương. Chi đem Huế qua đây để tôi lên núi kéo mây cho gần để chiều không mỏi mòn trăng chiều trên đỉnh ngừng những lần hẹn em phải chi. Buổi tiệc vui nên
tất cả những phần văn nghệ chúng tôi cho là ưu tiên để trước khi vào cái tiệc vui. Kính thưa tất cả quý bậc trưởng thượng, quý cộng đồng đoàn thể, quý văn thi hữu, thân hữu, các cơ quan truyền thông và toàn thể quý khách. Một lần nữa, tôi xin được thay mặt quý anh chị em trong văn thơ Lạc Việt, trong ban tổ chức, xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến với tất cả quý vị hiện diện. Đến đây, tôi xin được quý vị cho một tràng vỗ tay cho sự hiện diện của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Trong thời gian có bệnh dịch mà vẫn có gần 300 quý khách hiện diện ở nơi đây đến với văn thơ Lạc Việt, đó là một món quà tinh thần rất là quý báu, rất là thân thiện với văn thơ Lạc Việt. Đạt được thành công này cũng là nhờ sự yểm trợ của rất nhiều tấm lòng luôn luôn ủng hộ khuyến khích văn thơ Lạc Việt. Đặc biệt đó là sự hiện diện của tất cả quý vị trong nhà hàng này để bắt đầu cho buổi tiệc vui kỷ niệm 28 năm của Lạc Việt. Xin quý vị cùng nâng ly rượu, cùng nâng ly rượu của bạn mình lên chúc mừng sinh nhật. Chưa không nghe thấy gì hết. Rồi chúc mừng sinh nhật. Rồi khá khá hơn, chúc mừng sinh nhật. Rồi ok, 1, 2, 3, vô. Quý anh em trong văn thơ Lạc Việt kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, mọi chuyện như ý, xin được chấm dứt. Xin cảm ơn. Ông Đề Cò Tây Di là giám sát viên thuộc hạt Santa Clara. Ông chuẩn bị cho dân cái công việc là Senator California. Xin hân hạnh giới thiệu với tất cả quý vị. Kính chào quý vị. Thank you, Douglas. Thank you all for greeting me and welcoming me to this great anniversary, 28th, the 28th anniversary. And I am very much appreciate all of the friendship that I feel when I come in the room here, good places. So today, on behalf of the Board of Supervisors, I want to present you with this commendation from the entire Board of Supervisors, all of the supervisors here. That's me, Dave Cortese, Joe Simidian, Cindy Chavez, Mike Wasserman, Susan Ellenberg. The whole board signed this and we adopted it by a formal vote to thank you for all the good work that you've been doing and for 28 years promoting the arts in the Vietnamese community and the poetry and the other work that you do. Thank you so much. Trình bày với quý vị trong 28 năm sinh hoạt của văn thơ Lạc Việt có những điểm nào quan trọng và có những điểm nào cần quý vị hỗ trợ và góp ý xây dựng. Trong thời kỳ 28 năm đầu tiên năm 1992 là năm nhà thơ nổi danh của Việt Nam trước năm 1975 là Trưởng môn Hà Thượng Nhân, Dương Mẹ Anh, Chu Tuần Trung, cùng nghe với nhau như anh em trong gia đình từ năm 2000 cho tới năm 2020, tất nhiên là 8 năm, gần 2 chục. Do đó nên tôi xin cảm ơn tất cả những quý anh chị em đã cùng tôi cải tác.
Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Mời lên đây và ban tổ chức sẽ giao lại cho quý vị quà. Mời quý vị lên là đứng ngay xếp hàng nhá. Từ trước sau gì ai cũng có. Cố Tâm khỏe, Cố Tâm lâu ngày quá. Thấy cái này cả. Nhạc phẩm Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Vân, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Về miền nắng nóng, những con chim thôi hồn.
dân gọi mùa xuân rạng rỡ, đêm mặt trời tô mắt dài tuổi thơ. Quý vị nào đang có mấy hình nào chở em mấy người đó
huynh người đàn ông à. Số 1 là bởi vì ngồi vào số 1 quý vị chỉ thấy lưng của các nhiếp ảnh viên mà thôi. Và đặc biệt là chương trình từng có vũ, từng có văn hóa, từng có văn nghệ nhiều. Bởi vì văn nghệ nhiều và số 1 không thấy gì cả. Hôm nay đứng đây là mình dự một cái kỷ niệm 28 năm. Tôi xin thưa với quý vị lưu ý, quý vị nhớ là quý vị lúc 28 tuổi, quý vị là cái thứ gì? Các cô, các bà nhớ lại cái thời kỳ mình 28 tuổi, thì mình ra làm sao? 28 tuổi là tuổi còn đẹp tuyệt vời. Và tôi rất là mong ông Trinh Nguyên phải đưa Lạc Việt tới 30 tuổi. Nhưng mà nghe nói ông thì thôi rồi. Tôi xin đưa một ví dụ về 68 tức là lục bát. Chúng ta cùng hát nha. Hò lơ hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai hát hò lơ hò lơ hò lơ. Văn thơ Lạc Việt hôm nay a li hò lơ, người người vui vẻ a li hò lơ, xung vầy thiết tha. Hò lơ hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ hò lơ hò lơ. Dù ai đi ngược về xuôi a li hò lơ, nhớ ngày dỗ tổ a li hò lơ, mùng 10 tháng 3 hò lơ hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ hò lơ. Đập cái trống đồng thì sẽ thấy cái vòng ngoài, cái vòng số 2 sẽ có một vành
sáu con chim nhỏ, rồi nó kéo theo 10 con nai, rồi lại một hàng nữa là 8 con chim, rồi nó kéo một vòng 10 con nai. Chúng tôi xin mời các anh chị trong ban điều hành của ban giám khảo lần này.